Miami Beach, Florida. Xin kính chào các bạn thân mến đang ghé xem kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại Mỹ và cập nhật tin tức bất động sản tại Việt Nam. Hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn một vấn đề: cách mua phố thương mại tại Mỹ. Tại Mỹ, thương mại rất là phồn thịnh, dân Mỹ lương cao, tiền nhiều, đi mua sắm rất là nhiều. Những phố thương mại tại Mỹ mở ra như nấm. Làm chủ một phố thương mại tại Mỹ là một điều rất tốt, làm giàu nhanh chóng. Có người thì thích đầu tư nhà cho mướn, phòng trọ cho mướn, nhưng mà mình thấy thường là công ty lớn họ thích đầu tư phố thương mại. Đầu tư phố thương mại thì ít có công, ít phải bỏ công chăm sóc hơn là nhà cho mướn. Phố và phòng trọ cho mướn ở Mỹ thì phải để cho người ta những dụng cụ trong nhà như là máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén. Những cái máy đó hay hư lắm bạn. Mình không hiểu tại sao máy mình ở nhà thì mình xài cẩn thận thì rất là hư, không có hư. Còn máy mà để cho mướn thì hư hoài, thay hoài. Thành ra mình phải sửa hoài, phải thay hoài. Rồi những cái chuyện mà như người mướn nhà không trả tiền nhà, người mướn nhà phá hư đồ, nó có nhiều rắc rối. Có nhiều người thì họ lại thích là đi mua tiền mua phố thương mại. Hello. Tại vì phố thương mại thì là ít phải chăm sóc những vấn đề lặt vặt đó. Cho mướn số phố thương mại thì không cần phải đi kiếm người cho mướn nhiều. Một đồng, một hợp đồng họ ký là cũng ít nhất là 5 năm. Sau 5 năm, nếu mà người ta mướn mà có lên giá, người ta làm ăn được thì mình có được quyền mình lên giá. Cái người có phố thương mại là thường thường mình chỉ cho mướn căn phố. Rồi người mua họ điều chỉnh để trở thành cái căn thương mại đúng theo luật pháp. Mình không phải làm đó. Ví dụ bây giờ mình đang cho mướn văn phòng làm kế toán. Để khi văn phòng kế toán mãn hạn, ông chủ kế toán về hưu không muốn làm nữa, thì ông trả lại cái văn phòng. Ông chỉ giữ, ông khách thì ông giữ trong đi, ông về ông làm ở nhà, tại Mỹ nó cho phép làm ở nhà. Thì ông về hưu cũng làm chút xíu cho vui thôi. Vậy căn phòng kế toán đó rộng, đủ sức mở, đủ rộng để mở một tiệm nail. Thì mình cho một người tiệm nail mướn. Thì trong cái dãy phố 15 căn của mình thì không có một tiệm nail nào, không có tiệm về sắc đẹp nào. Nếu mà chị đã mở tiệm nail là chị độc quyền trong cái khu đó. Mấy cái tiệm kế bên mà mình cho mướn thì có văn phòng bác sĩ, văn phòng làm mắt kiến, văn phòng bán áo quần. Có một cửa tiệm ăn lớn và một cửa tiệm ăn nhỏ, vân vân. Thành ra nếu mà thì chị này chỉ cho mình thì cho mướn, tiền mướn là 5.000 đô một tháng, công tra là 5 năm. Sau 5 năm thì mình có được quyền lên giá tới khoảng 10%. Nếu mà chị không chịu thì cái hợp đồng mãn hạn. Nhưng thường thường là mình cho người ta làm nail đó là ít khi người ta đi. Tại vì có khách quen rồi, đi thì mới khách. Rồi họ vô họ sửa chữa nhiều lắm. Ví dụ là phòng lạnh, cái máy lạnh để cho văn phòng kế toán thì là máy lạnh nhỏ. Tại văn phòng kế toán là lúc nào cũng ít người.
giờ nếu làm tiệm nail á, là tiệm nail là có ít nhất ra vô một lần cũng là một lần cũng là 20-30 người. Rồi cái thuốc mà để làm nail đó là nó hôi lắm á, thành ra chính phủ Bắc á là phải cái máy lạnh phải mạnh lắm để hút hết ra những cái chất quá chất hóa chất để người ta không có ngửi được cái đó. Cái hệ thống nước trong một văn phòng kế toán thì là chỉ là để cho họ rửa tay nhà bếp thôi, thì không, thì hệ thống nước nhẹ. Bây giờ tiệm nail thì có 10 cái ghế để mà rửa chân, thành ra cái ghế rửa chân là nó tối tân, nó có cái luôn cái whirlpool, nó quậy quậy gì nè, nó quậy gì là thơm cho người ta cho thấy thấy đó, thì là phải đổi hết hệ thống nước, tức là phải lấy ống nước to đúng theo cái quy chế công nghệ cao để cho nước nước chảy vô rồi nước rút ra, chảy vô rút ra, mình nói ví dụ vậy đó. Rồi còn những cái bàn nail thì một bàn nào cũng có một cái hệ thống điện để cho cái máy mà để làm móng tay, thành ra là chỉ là chỉ có 20 bàn thì là giờ phải sửa lại hết để có điện cung cấp cho 20 bàn đó. Rồi cái chỗ mà người ta tới người ta làm nail rồi người ta phải rửa tay thì cũng phải sắp đặt lại, chỉ phải sắp đặt lại để mà khách đi qua ra thì rửa nail mà không có ướt, để không bị trật té. Rồi cái phòng vệ sinh cũng phải làm cho to cho rộng ra để cho mấy người đi xe lăn họ có thể họ mở cửa họ vô, cái là handicap ha. Cái cửa trước cũng vậy, phải mở ra cho rộng ra chút để handicap vô được. Rồi phải có một cửa sau đi ra rộng lớn để mà lỡ có cháy thì là có hai cửa, thì nó thì là phải chuyển theo vậy, thì người làm nail họ bỏ tiền ra họ làm hết. Bây giờ tiệm nó mắc là vậy á, nếu tốn lắm tốn thì cả 100.000 để mà xây dựng một tiệm nail, là vừa tiền công rồi vừa tiền sửa chữa rồi lót gạch trang trí. Khi nào mình cho những cái tiệm nail hay tiệm ăn mở là họ ở lâu lắm, chỉ trừ khi nào họ không làm ăn được thôi, tại vì họ bỏ nhiều công lắm. Tiệm ăn này cũng phải xây dựng lại đúng theo cái tiêu chuẩn mà thức ăn nhà bếp sao. Thành ra cho mình cho mướn phố thương mại đó lợi lắm các bạn. Ngân hàng luôn luôn là cho mượn tiền để mở phố thương mại. Mình đầu tư vô chừng 10%, 2% thì là ngân hàng sẽ cho mượn. Mà chỗ thương mại đó thường thường là nó có cái bãi đậu xe. Cái bãi đậu xe lớn lắm. Thì là mình mua thương mại là mình mua luôn cả miếng đất của đó luôn. Thì mình phải bảo hiểm cái parking với lại cái dãy phố của mình. Nhưng mà tiền bảo hiểm đó mình sẽ chia ra 15 căn, 15 người mướn thì họ sẽ trả, tính vô tiền mướn luôn cho mình. Mình thâu tiền đó thì mình trả tiền thuế. Đầu tư phố là một cái vấn hay. Cái vấn đề khó khăn là phải tìm cái phố nào mà người ta bán. Thường thường người ta mua rồi người ta không có bán. Thường thường là nó là công ty. Công ty đó là nó có khi là có một người, có khi là có 3-4 người hùng. Nếu người này rút ra thì người kia nó mua luôn cái phần đó. Thì đầu tư phố ít tốn thì giờ để quản trị, cho nên người ta thích lắm. Mà những con phố nào mà có gần chỗ đông dân sinh này kia là khó mua lắm, ít có người bán. Thì khi nào mà bán lại, khi nào mà có người như là người chủ qua đời rồi con muốn bán để chia của, tại con không muốn tiếp tục, không đứa nào chịu hết, thì là phải bán để chia. Hoặc là vợ chồng ly dị thì phải chia ra. Hoặc là công ty, có nhiều khi công ty đó có những cái chương trình thương mại chỗ khác mà họ muốn lấy tiền ở đây ra để họ đi làm chỗ khác hơn, hoặc là những chương trình thương chỗ khác mà lỗ lã thì họ phải cần tiền thì mới bán cái này để mà nâng cái kia thì họ mới bán. Bạn muốn mua công ty, bạn muốn mua phố ở Florida, Miami Beach thì bạn gọi cho mình, tại mình rất là thạo, mình là thủ địa địa ốc ở vùng này, ai bán ai mua là mình biết hết. Còn những vùng mà tỉnh khác, tiểu bang khác thì mình không có biết. Thì nếu bạn muốn đi mua chỗ nào thì mình đi tới chỗ bạn đó, bạn quan sát cái chỗ đó, bạn quan sát cái những cái thương mại đó buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, quan sát vùng chung quanh để coi cái mức mà người mức khách hàng, lượng khách hàng ra sao. Thì đó là một cách, cái cách mà để tính toán mua phố thương mại. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái đó.
Hôm nay là mình muốn cho bạn biết là ngoài chuyện đầu tư về nhà trọ thì còn có cách đầu tư về phố thương mại. Mà người ta đầu tư phố thương mại thì mình thích hơn là đầu tư nhà trọ. Nhưng mà cái đầu tư nhà trọ đó thì cái giá tiền nhà trọ lên cao hơn. Tại vì nếu mà kinh tế có lên có xuống á, thì người ta cũng cần nhà người ta ở. Còn mà phố thương mại á, thì là nếu mà kinh tế xuống chút á, thì là thứ hết cái mình ít người mướn hơn. Thì mình thấy cũng có nhiều chỗ thương mại đó mà như là 15 10 căn mà chỉ có 5 căn là có người, 5 căn không có người. Thì trong cái tháng mà những cái tháng mà không có người thì mình vẫn phải trả tiền thuế, tiền bảo hiểm. Đó hai cái mỗi cái nó có cái lợi và nó chỉ có những cái bất tiện của cái đó. Nếu mà mình cho mướn nhà trọ thì mình phải giao tiếp với lại những người mướn nhà. 15 12 chục căn nhà trọ là 20 gia đình thì mình phải giải quyết nhiều vấn đề lắm. Hai gia đình là kế bên nhau, họ cãi nhau, họ hầm hừ với nhau, họ đòi kém lộn nhau thì mình chủ nhà mình phải tới mình can thiệp, mình hỏi là tại sao hả? Tại sao mình giải hòa hả? Nếu mình giải hòa không được thì mình phải kêu cảnh sát. Mà nếu mà cảnh sát không giải hòa được thì mình phải mời một người dọn đi chỗ khác. Chứ nếu mà để hai bên mà cùng gầm gừ rồi rồi đâm chém nhau ví dụ chẳng hạn vậy đó thì nếu người ở chung bên họ ở không có yên. Thường thường là những cái khu nhà trọ mà thấp tiền là những người mà ở di dân xứ khác á, như ở ở Nam Mỹ này qua, cho Nam Mỹ châu Phi này qua đó thì họ chưa được học được cái tánh như là nhịn nhịn như là người Mỹ á. Họ mới qua mà từ từ những người đó mới qua rồi họ làm ăn rồi họ học tánh giống như mình bây giờ, giờ ai cũng cũng là không có mình không có có tự ái lắm, đụng cái là dọa đánh dọa dọa tại vì cái đó cái luật thì bị ở tù như chơi. Cái video sau mình sẽ nói tiếp về chuyện quản thủ phòng trọ. Chào các bạn nha.